Mày đứng lại. Cái này. Rồi, chậm 5 giây. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi Tài ơi, chết tôi Tài ơi. Ủa cái chổi ai mượn vậy? Ai mượn? Ủa, gì má? Ôi. Mình anh em gian khó hiểm nguy đến đâu cũng luôn sẵn sàng để đánh nhau. Qua Hà Nội mày. Ủa ai mượn vậy? Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Chris The Gamer. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Body Basics. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không làm cậu học sinh bị thầy Body cầm thước rất nhiều đít nữa. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ làm thầy Body sẽ cầm cái thước. Em ngon lắm em ạ. Thay vì các em sẽ học những môn toán của thầy Body thì hôm nay các em sẽ được học môn lịch sử địa lý qua tựa game Rise of Kingdom. Phiên bản mới nhất của ROK có thể đưa các em về với đất mẹ, ủa lộn, về với thời xa xưa 3.000 năm trước công nguyên, thời Ai Cập cổ đại. Xin chào người chơi Rise of Kingdoms. Cô giỏi cái gì? Con chơi AOK giỏi. Cái đó thì đem dạy con nít đi. Jack, cậu thật sự giỏi quá đi. Cái gì? Phiền cậu cho tớ biết ID game của cậu nhé. Đừng hòng cướp của tớ. Khám phá nền văn minh Ai Cập với hai vị tướng mới là Imhotep, cao mà đầu chọc chọc trong bộ phim Xác Ướp Ai Cập ngày xưa mình coi đó, và Thutmose đệ tam. Với điểm mạnh của Ai Cập là được bonus sức tấn công, người đông nên đánh hội đồng người ta rất là mạnh. Nghiên cứu và xây dựng là thế mạnh của người Ai Cập cổ đại cũng được đưa vào game với những kiến trúc nổi tiếng của người Ai Cập như đền thờ, kim tự tháp và thần thoại Ai Cập cổ đại đang chờ các bạn khám phá. Trong Rise of Kingdom trước đây có 12 nền văn minh như Rome, Đức, Pháp, Viking thì giờ được đưa lên thành 13 nền văn minh với Ai Cập cổ đại cùng với nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Sẽ là vị tướng huyền thoại của Ai Cập có khả năng hồi máu cho quân của mình, thì những nền văn minh khác chắc chắn là phải e dè lắm khi gặp phải bà và quân đội Ai Cập. Mỗi nền văn minh đều có các vị tướng huyền thoại nổi tiếng và chiến lược xây dựng riêng của họ. Bạn sẽ chọn ai? Nền văn minh nào để khám phá và đồng hành trong công cuộc chinh phạt thiên hạ đây? Tất cả những hành động trong AOK đều diễn ra trong một bản đồ cực lớn, có hàng triệu người và NPC cùng nhau tranh tài để phát triển các nền văn minh riêng của mình mà không bị gián đoạn bởi bất kỳ màn hình loading nào khác. Chỉ cần kéo và thả lính, bạn đã có thể tạo ra hàng nghìn chiến thuật khác nhau. Ai cũng có thể tham gia và rút quân ra khỏi các trận chiến bất kỳ lúc nào, tạo ra một trải nghiệm chiến thuật thời gian thực chuẩn mực nhất. Với hơn 100 triệu lượt tải xuống trên thế giới, thật dễ dàng để tìm ra và xây dựng một liên minh, tham gia các trận chiến đồng đội thú vị với bạn bè trong Rise of Kingdom. Hãy cùng Chris tải ngay Rise of Kingdom ngay hôm nay và nhập code 22ROK eShip để nhận những phần quà hết sức là hấp dẫn đang chờ đợi các bạn. Nếu như mà các bạn muốn trở thành thầy Body thì đơn giản lắm, các bạn chỉ cần lấy cái tông đơ ra và đẩy cái đầu của bạn đi thì các bạn sẽ có thể trở thành thầy Body rồi. Không, cái đó là suy nghĩ của mấy đứa ngu nha, đừng có làm vậy. Chúng ta sẽ vào game, chúng ta sẽ bấm vào story mode. Chúng ta tới trường, chúng ta chào thầy Body. Chào rờ thầy. Hello thầy khỏe không? Đi xuyên qua người thầy. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ mở phòng học đầu tiên là phòng học số 99. Vô nhìn quyển sách, nhìn thôi đi ra. Không làm gì nữa. Mở phòng học thứ hai cũng là phòng học số 99, nhưng mà ở đây có một quyển sách màu xanh. Các bạn hãy nhớ, now it's time for everybody's favorite subject. Các bạn không cần phải làm toán của bài thầy đưa ra, mà các bạn hãy nhìn vô mặt thầy và nói: tôi không muốn học nữa, tôi muốn trở thành ông. Và bây giờ chúng ta sẽ là thầy Body. Nhưng mà tôi không thích tên Body. Tại Body là tên đầu chọc. Cho nên tôi có tóc mà. Tôi sẽ đọc tên là tôi là thầy Bido. Bi của tôi đô lắm. Bi tôi có tóc tạ các bạn. Kỳ này các bạn thấy là tôi đóng vai một thầy giáo và có thể dí được cái tên học sinh. Không chịu chăm ngoan, không chịu học hành. Đố bắt được em. Em đây rồi, em
em đây rồi. Ủa mà đâu đâu có ngay kỳ Giáng sinh gì đâu ta. Em cười con mẹ ở gì? Em cười cái gì? Em hãy đứng lại cho thầy. Cô cái con. Ủa làm gì nó thả cái đèn đỏ vậy? Em bị đèn đỏ hay em? À thì ra là nó vô phòng nào thì chúng ta sẽ nhận thấy là có đèn đỏ trong phòng đó. Chết rồi, nó tìm được 3 quyển sách rồi. Nếu mà nó tìm được 7 quyển sách để mà nó copy thì chúng ta sẽ thua. Các bạn có thể thấy là 3 trên 7 quyển sách rồi đó. Đứng lại, thầy có cây thước, có trang trí đèn Giáng sinh nè. Thầy sẽ nhét vô đít em. Ủa, thầy sẽ quýnh yêu em. À, ăn những cái món quà này là tên học sinh này sẽ bị chậm lại. Em học sinh này á là em bị ăn nhiều kẹo lắm. Em bị tiểu đường. Em tên là Cường các bạn. Tên Cường Đức. Là cướp đường không? Trời ơi. Trời mở mấy cái hộp quà hả? Lâu lâu các bạn su cà na các bạn. Các bạn có thể bị đi chậm hay là bị đóng băng 5 giây nữa. Nếu mà hên á thì hả, thằng học sinh nó sẽ bị đóng băng hay là nó sẽ đi chậm lại 5 giây. Trời, nó tìm được 4 nguyên vở rồi. Nó cười thấy ghét quá. Cái này là mình chơi độ khó trung bình thôi nha. Mà trong vòng 2 phút, gần 3 phút đó thì nó lấy được 4 cuốn sách để mà hả nó copy bài rồi. Em quá hư đi. Ủa em có phải em học sinh không hay em lao công mà thầy nghe tiếng em quét nhà vậy em? Lại đây. Em không cần phải quét bằng cái chổi đâu. Thầy sẽ quét đít em bằng cái thước này. Đấy, em thấy những cái đèn thầy trang trí trên cái cây thước của thầy không? Thầy mà nhét vào mông của em thì rồi ôi, mông em nó phải sáng nhất. Cái hầm Thủ Thiêm. Lại đây em ơi. Come on baby. Đúng là chơi với người ta không có mẹ gì hồi hộp á. Với người ta quánh. Trời ơi, bình thường mình chơi đứa học sinh bị dí thấy mẹ luôn. A few moments later. Nó đâu rồi ta? Ủa? Trong lớp có không? Không có trong lớp. Vậy là những cái lớp nào mà màu đỏ các bạn là nó mới ấy thôi. Ủa? Có đứa nhỏ này vậy? Hình như là đó là con nhỏ mà kêu mình nhảy dây 5 cái đúng không? Trời, nãy mình ngu ghê ta. Hồi nãy nó bị nhảy dây ở đây mà nó chạy thoát, mình không qua mình bập nó. Phải đầy cái thước mới được nhấp đi một lần các bạn. Chết rồi, nó lấy 5 quyển sổ rồi. Chết mẹ, bị dính mày rồi. À, mày đây rồi. Đứng lại. Mày. Dead mon với thầy. Thầy bộ đi kỳ này là chơi Maggie Chitmet nha. Bây giờ tôi sẽ chỉnh lên cấp khó để coi cấp khó nó khó cỡ nào. Tôi thấy này dễ. Ui, cấp khó mà mình bấm hụt là mình đứng yên luôn bạn. Học sinh bị kẹt 5 giây. Nó đâu? Đố anh bắt được em. Ui, nó kìa. Đứng lại em cất đường. Em Đức Cường, thầy lộn, xin lỗi em. Em Đức Cường à. Đứng lại đi em. Đừng cười nữa. Không có gì vui hết. Học sinh đã bị chậm 5 giây. Rồi. Mày thấy mẹ rồi. Này sao mình không thấy những cái nhân vật khác như nhân vật bully ha. Nhân vật cây chổi quét hay gì đó. À mình đang tiến gần nó rồi. Cứ bấm nhầm các bạn ạ. Sao lớp học gì mà toàn dáng xanh không à. Không có thấy học hành gì hết. Ôi thầy hiệu trưởng đây hà. Hello thầy. Ủa là đứa nít nó cười hay là còn mình bị chậm 5 giây. Đứa nít nó cười hay ông thầy hiệu trưởng cười trời. Ôi mới có 1 phút 30 giây mà nó lấy 4 cuốn sổ rồi. Đúng là đủ khó mà. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Thầy hiệu trưởng, thầy bắt nó lại. Nó chạy trong hành lang kìa thầy. Bắt nó lại cho tôi. Thầy ơi, thầy hiệu trưởng thầy trả tiền lương cho tôi rồi mà. Đó thầy phải bắt nó lại chứ. Thầy ơi thầy. Ủa con bully kìa. Bully. Em bully thầy không? Ủa sao nó vẫn chạy bình thường vậy? Nó không bị bully ấy hả? Đứng lại. Mày thấy mẹ mày rồi con. À
năm cuốn sổ rồi, năm cuốn sổ rồi, tao chạy nhanh lắm. Mày đứng lại. Cái này. Rồi, chậm 5 giây. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi Tài ơi, chết tôi Tài ơi. Ủa? Ủa cái chổi ai mượn vậy? Ai mượn? Ủa? 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 Gì má? Ủa? Mình anh em gian khó hiểm nguy đến đâu cũng luôn sẵn sàng để đánh nhau. Qua bà nội mày. Ủa ai mượn vậy? Trời đất ơi, sắp bắt được nó luôn rồi đó. Trời chắc tao chết chết. Được rồi, đứng lại. Mày nghe không? Thầy bị chậm rồi con, thầy bị chậm. Con ơi con. Trời ơi, nó vô nó lấy cuốn sổ thứ sao bây giờ? Này bấm hụt rồi còn không được đi. Đứng lại đi thầy năn nỉ, thầy năn nỉ. Quýt đít cái thằng. Cho thầy liếm đít của lộn à, quýt đít cái. Lại. Lại đây con ơi. Come on baby. Rồi, mày nhảy dây. Mày nhảy được à, chết với thầy con ơi. Yeah. Vậy là mình đã hoàn thành trò chơi này. Mình cảm thấy là nó quá dễ dàng so với mình các bạn. Các bạn có thấy gì không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích mình chơi những cái mod khác của thầy Body thì hãy comment bên dưới các bạn nha. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.